tuổi. Thằng bé khóc bung chưa quen chịu đói, hai bàn tay xé áo chỉ đòi cơm. Bố mẹ đi từ sáng khác mọi hôm, không nấu nướng và không hề trò chuyện. Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm, cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau, cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau. Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa là cầm cưa sẽ ngang tình huyết thống. Đứa con bố thì không còn mẹ, hai chị em rồi sẽ mất nhau. Nín đi em khán giọng khóc gào, chỉ miếu máu đầm đìa nước mắt. Nhưng người bố người mẹ bên bờ chia cắt, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe tiếng khóc của con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.